Có gì toán? Ok, và tụi mình đã làm xong mâm xoài và tiếp theo tụi mình sẽ làm nước mắm thần thánh. Đó là tụi mình. Ok các bạn, và chúng mình đã làm xong nước chấm thần thánh và bây giờ chúng mình sẽ đổ vào xoài. Ok, bắt đầu anh với thưởng thức đầu tiên. Đây, mình ăn miếng ra đây. Ngon không anh?
thì đáng niềm vì vẫn cảm giác mạnh. Thế thì anh thì cảm giác thế nào? Sao nó bị cảm giác? Thả em nào. Ok. Thế là gì là thấy bông không? Làm gì đây là anh nhỉ? Ngon lắm. Thử đánh. Nó. Thôi nhận với em. Okay, và chúng mình làm xong một clip đấy. Và nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một chia sẻ. Chúng mình sẽ làm một cái động lực để làm clip tiếp theo.